Hai, chào anh em ngoài chị ở lớp mình là TLX8. Lại quay trở lại bạn trong video ngày hôm nay. Hôm nay làm quá nhiều video các bạn ạ. Vì thật sự có rất là nhiều điều hay ho thú vị. Mình vừa mới làm video review về tổng toàn bộ chuỗi sự kiện trong chuỗi sự kiện cuối tháng 11 này và đầu tháng 12 tới. Thật sự có quá nhiều điều thú vị hay ho mà chúng ta phải cân nhắc, phải để làm trong những cái ngày hôm nay và ngày sắp tới, đúng không? Ngoài ra thì ngày mai, chính xác là ngày hôm tối nay và ngày mai rồi các bạn ạ. Thực ra là nó tính bắt đầu ngày mai thì nó bắt đầu tính từ 5 giờ sáng tức là ngày hôm nay rồi các bạn ạ. Thực ra là hôm nay ngày theo giờ Việt Nam ấy thì hôm nay là một ngày rất đặc biệt. Đó là thứ 6. Đó là thứ 6 các bạn ạ. Mà ngày 2 hôm nay là ngày bao nhiêu nhỉ? Ngày 23 các bạn ạ, ngày 23 nó gọi là ngày Black Friday các bạn ạ, Black Friday. Tức là một ngày khá là gọi là đen đủi, xấu xí về cơ bản là như vậy vì nó xấu mà. Đấy, thì tuy nhiên thì người ta lại mình cũng không hiểu vì cái lý do gì mà người ta lại đặt nó làm hay một cái ngày gọi là để buôn bán phải gọi là cực kỳ tấp nập sôi nổi. Hầu hết tất cả các nhãn hàng thì đều đưa ra rất nhiều chương trình khuyến mãi, sale giảm giá sâu để khuyến khích người mua các bạn ạ. Và trong game Quyền Vương 98 thì cũng không nằm ngoại lệ, vì dẫu sao thì đây cũng là một game cần tới nguồn doanh thu để duy trì tồn tại, đúng không? Thì ở đây có rất là nhiều các gói nạp cho người chơi trong ngày Black Friday. Thì mình trong đó thì có một gói nạp mình nghĩ rằng thật sự là một cái giá rất hời cho các anh em chơi cao F98 nói chung, và đặc biệt là những người chơi team siêu lứ yêu thích Shermy Hồng nói riêng. Đấy, đặc mà với bộ phong cách phải gọi là Shermy y tá cực kỳ sexy, đúng không? Đấy, quá đẹp luôn. Ông nào mà xem Yavi rồi chả thích cái gì nhỉ, hình tượng này, đúng không? Hình tượng in sâu vào trong tâm trí của các anh em ạ. Đấy, quá đẹp mắt. Với giá chỉ đúng 10 đô. Đấy, chính xác là 9,99 đô. Và có ngay Shermy 3 sao là 550 mảnh Shermy. Kèm theo đó là một ít cái dương. Dương này nó gọi là dương điểm VIP các bạn ạ. Chút nữa mình sẽ làm ngay lập tức và check cho các anh em xem, đúng không? Tất nhiên là các bạn sẽ không được cộng vào kim cương và không được cộng vào điểm VIP. Các bạn muốn có điểm VIP thì bạn phải mở dương ra thì nó cũng lên. Đấy, như vậy thì mình nghĩ rằng nó là hợp lý thôi, đúng không? Nó là hợp lý thôi. Thay vì bạn dùng kim cương bạn mua thì bây giờ bạn nạp bạn sẽ có luôn. Mình nhớ luôn là 550 mảnh này phải gọi là một con số khổng lồ. Mình nhầm không nhầm mình lên được cả 6 sao luôn ấy, chứ không phải đùa đâu. Vớ vẩn lên được 7 sao ấy, vì con này chỉ là con tư chất 12 thôi mà. Nên là cái lượng nguyên liệu để nâng cấp nó lên sao đồng monomic nó rất là nhẹ nhàng tình cảm các bạn ạ. Rất là nhẹ nhàng. Rồi chúng ta hãy cùng xem là thực tế nó như thế nào, đúng không? Và ở đây thì mình cũng xin trình bày với các anh em luôn về các cái cách làm lần nữa để các bạn có thể gọi là hiểu rõ cái chi tiết. Nhiều ông inbox hỏi, nhiều ông hỏi về phương thức làm quá, đúng không? Ở đây các bạn nạp thì có rất là nhiều cách. Ví dụ như nhá, các bạn phải bấm vào chỗ dấu cộng kim cương này, đúng chưa? Bạn nạp gói nào thì bạn bấm vào gói đấy này, đúng không? Đấy thì nó sẽ xoay ra những cái phương thức mà bạn cần nạp. Ở đây thì thông thường thì mình vẫn nói là tốt nhất là nên làm bằng thẻ Visa, ví dụ như cái thẻ Visa này của mình. Ngoài ra thì bạn có thể thêm những cái phương thức nạp khác, ví dụ như là thẻ điện thoại. Đấy thì bạn sẽ bấm vào cái, thay vì các bạn bấm vào chữ Visa này thì nó sẽ hiện thị lên cái chỗ bên dưới này này. Mình sẽ cần thêm này nhá. Không phải à? Không. Đó, đâu rồi nhỉ? Đấy thì đấy, tức là thay vì các bạn nhập vào cái chỗ, bấm vào cái chỗ là Visa 9352 thì nó sẽ có một cái dòng ở đấy là dòng thêm phương thức thanh toán. Thì các bạn chọn cho mình cái phương thức thanh toán là Viettel hoặc là Mobifone hoặc là Vinaphone với những cái mạng mà các bạn đang dùng. Nhớ là điều kiện thì không phải là sim nào cũng nạp được, và có một số sim mới nạp được thôi. Còn đa phần thì mình nghĩ là không nạp được, vì thông thường nếu như các bạn không sử dụng dịch vụ và không thỏa mãn một số cái điều kiện nhất định của nó ấy, thì không nạp được. Thì các bạn cứ thử. Đấy, còn không thì phải nạp thông qua Visa. Chúng ta chơi server quốc tế mà các bạn, chúng ta phải chơi có một cái kiểu khác đi các bạn ạ, một cái kiểu gọi là giao dịch quốc tế, đúng không? Còn các anh em nào mình bảo rồi không nạp được thì cứ inbox với mình, mình sẽ hỗ trợ nạp, đúng chưa? Hỗ trợ nạp từ A đến Z, các bạn chỉ việc là gửi tiền thôi, đúng không? Đấy là một kiểu nạp. Kiểu thứ hai là nó nạp theo các gói đặc biệt như này thì có rất nhiều chỗ để bạn bấm. Ví dụ ở đây thì trong trường hợp này các bạn phải bấm vào cái chỗ 9,99 này nha. Đấy thì nó cũng hiển thị ra cái phương thức nạp, đúng không? Đấy. Đó, tất nhiên mình cài thẻ Visa rồi thì mình cứ thế mình bấm ok thôi. Đấy thì để cho mang cái tính bảo mật nó được chỗ này thì mình sẽ xin phép là che cái đoạn ấn ok đi nhá. Đấy, để cho nó gọi là nâng cao tính bảo mật của cái tài khoản của mình. Ok. Ok, các bạn có thể thấy là sau khi mình bấm xong ấy, ok, mình có làm nhá, từ từ ra, đúng không? Đang quay video.
mình sau khi mình bấm xong cái chữ ok nạp xong ấy các bạn ạ, thì các bạn có thể nhìn thấy là cái biểu tượng cái biểu tượng nạp con Xiaomi nó cũng biến mất hoàn toàn, đúng không? Biến mất hoàn toàn, tức là bạn chỉ có thể nạp mỗi gói đặc biệt đấy có một lần này, có một lần thôi, và nó sẽ tự động trả về túi đồ của các bạn nhá, chứ nó không để ở trong hòm thư đâu các bạn ạ. Đấy, ở đây thì các bạn thấy đấy, đây chính là cái dương mà ở trong cái sự kiện đấy, đúng không? 45 dương. Và mỗi dương này thì các bạn thấy ở đấy nó bên dưới này nó ghi là chứa 10 điểm VIP. Như vậy là chúng ta sẽ có 450 điểm VIP các bạn ạ, 450 điểm VIP. Mình nghĩ rằng nó cũng tương ứng với việc là bạn mua một cái gói 10 kim cương ở ngoài mà thôi. Đấy, nó cũng tương đương nhau mà thôi. Tức là các bạn sẽ không bị mất điểm VIP khi mà mua cái gói Xiaomi này. Thực sự đúng là gói Black Friday đúng không? Thực sự rất chất lượng các bạn ạ, rất chất lượng. Rồi ok, phần bên dưới này chúng ta hãy cùng kiểm tra xem số lượng thẻ Xiaomi là bao nhiêu. Liệu con số 550 nó có phải là nó có phải là fake không các bạn nhá? Nó có phải là fake hay không? Đấy, phần bên dưới này ok, các ông ấy đang nhờ cái gì nhỉ? Lạp hộ đấy đúng không? Rồi ok, các anh em hết sức là từ từ nha, đang quay video đúng không? Đang quay video. Cái đầy đây nó lại chạy trôi ở qua rồi. Rồi ok, cứ các anh em cứ hết sức bình tĩnh đúng không? Rồi, thẻ Xiaomi đây các bạn ạ, ngoài tổng số lượng. Như vậy đúng thật là 588 mảnh các bạn ạ. Kinh khủng khiếp, một con số lượng mình nghĩ là rất là ấn tượng đúng không? Từ đúng không? Ok. Đại Phong với Tiểu Phong thì cũng phải từ từ đúng không? Đại Toàn Phong với Tiểu Toàn Phong thì từ từ. Ok, con số 588 là một con số rõ ràng rất rất lớn đúng không? Rất lớn. Ấy, thực ra ở đây là 550 nhưng mà có thêm 3 sao thì nó thêm 20 mảnh nữa thì thành 570. Chắc bạn này có thêm khoảng 18 mảnh nữa thành ra là 588 mảnh. Như vậy mình đã test xong gói này và rõ ràng nó là một gói chất lượng đúng không? Mình nghĩ đây là trong số những cái gói tiếp theo này thì thật sự đây là cái gói ngon nhất đấy các bạn. Còn bên dưới này thì còn một số gói nữa nhưng mà gói này là chỉ là gói nạp một lần các bạn nhá. Mỗi lần ví dụ phát đầu tiên bạn nạp 250 kim cương thì bạn được cái mốc số 1. Đấy, phát sau bạn nạp 450 thì bạn được mốc số 2 chứ không phải là cộng dồn thành 675 bạn nhận mốc 3 đâu. Đấy thì đây là cái gói này thì các anh em hết sức là lưu ý. Trong này thì có một cái gói cực kỳ ác ôn các bạn, cực kỳ ác ôn. Là gói 1355 kim cương. Mình đã test rồi các bạn ạ, mình đã test cho mấy anh em khác rồi. Đấy là bộ rồi đây này, nó là cái gói 1350 kim cương góc trên cùng bên phải này. Nó thiếu 5 kim cương nữa mà không được các bạn ạ. Tức là các bạn buộc phải nạp gói 2250 kim cương thì các bạn mới được nhận cái mốc thưởng là cái mốc 1355 đúng không? Khá là ta đây có đáng sợ đúng không? Rồi ok, từ từ các anh em cái gì nhỉ? Các anh em có gì gọi là vội vàng quá đúng không? Từ từ phải nhẫn nhịn tí. Rồi ok, còn muốn ăn được cái gốc 3000 này thì các bạn phải nạp gói to nhất của nó là gói 4500 kim cương các bạn ạ. Đấy thì mới lên được, vì làm gì có gói nào gói 3000. Đúng chưa? Đấy, nó khác với bản Việt Nam các bạn ạ. Bản Việt Nam thì nó có nhiều gói nạp hơn. Chứ bên này thì nó chỉ có những cái gói nạp ấy thôi. Thế nên chúng ta không có sự lựa chọn nào khác các bạn ạ. Đấy, không có sự lựa chọn nào khác. Đây là mình đã test xong cái gói đấy. Và cái gì là mình sẽ cùng coi cái bộ trang, cái gọi là cái skin của con Xiaomi Hồng các bạn nhá. Mình sẽ cùng coi skin của cái con Xiaomi này. Đúng không? Chắc chắn nó sẽ rất đẹp các bạn ạ. Đây đúng không? Rồi ok. Tuyệt vời ông mặt trời các bạn ạ. Rồi ok, quá đẹp đúng không? Tăng thêm 500 điểm tấn công và 3% sát thương. Đúng chưa? Với 550 mảnh này thì lưng phải gọi lưng sao gọi là tẹt bô các bạn ạ. Đúng chưa? Đấy, tha hồ, mình cũng đang không đủ để lưng lên 4 sao. Cay phai các bạn ạ. Không đủ 4 sao thì nó sẽ không có hiệu ứng số 4, không có cái nội tại số 2. Ngoài ra thì nó sẽ là con màu dày nhất trong đội luôn. Đúng không? Đấy, yếu quá yếu luôn. Rồi ok, Xiaomi sẽ mạnh mẽ hơn rất là nhiều. Còn video Xiaomi được chiến đấu như thế nào thì chắc là mình cũng sẽ làm một gói các bạn ạ. Để thì mình sẽ làm video sau về nó các bạn nhá. Đấy, rõ ràng thật sự rất là thú vị đúng không? Hay ho. Đừng quên để lại một like, một subscribe cho kênh YouTube của mình. Nếu thấy video thật sự là hữu ích. Các bạn nào cần làm thẻ nạp kim cương, cần hỗ trợ thì vui lòng liên hệ với mình trong số điện thoại hoặc là Facebook bên dưới phần mô tả của video. Hẹn lại các bạn ở các video tiếp theo. Câu mình nhắn kinh quá.